Vâng, xin chào bác. Hôm nay tôi thử nhập mấy con âm ly của hãng Line Hàn Quốc. Âm ly này thì cấu tạo rồi nó nói chung là của Hàn Quốc thì nó cũng chả khác gì của Jaguar cả. Nó là âm ly karaoke các bạn, Line 2200A. Cục nguồn rất là to luôn này các bạn. Nguồn rất to xịn, hàng bãi nguyên zin. Con này thì nó đánh 4 xò than, 2 tụ nguồn. Hàng nguyên zin các bác nhá. Nội thất còn rất là đẹp mới luôn. Nhưng con này nó 2200A nhưng nó lại đời khác, nó lại một loại sò than và loại sò sắt. Con này chơi 4 sò sắt. Cấu tạo thì nhìn nó giống nhau bên trong, khá giống nhau bên trong, nhưng nó khác nhau một cái sò than, cái sò sắt. Đều là âm ly karaoke của Line Hàn Quốc. Hàng xịn luôn. Đây nó lại dùng lỗ cắm mic phía sau nhá, cả hai con. Toàn tiếng Hàn này. Tản nhiệt bằng nhôm phía sau. Nó rất giống cái dòng âm ly Jaguar 203A. Nó cũng có tản nhiệt nhôm đằng sau. Đây nó hàng xịn thì nó có điện 110 và 220V đây. Vâng. Con mà xó sắt thì nó chỉ đánh một đôi loa thôi, còn xó than thì nó hai đôi loa. Đây cầu gạt điện đây, xoay sang nước thì nó sẽ ra điện. Âm ly này thì các bác yên tâm là chả có hàng nhái đâu. Jaguar thì nó mới có hàng nhái chứ còn loại này chả có hàng nhái. Jaguar thì nó có hàng lắp ráp hoặc hàng Trung Quốc nhái, chứ còn loại này không có hàng nhái đâu. Hàng Line của Hàn Quốc. Đây, cục nguồn rất to ạ. Xó sắt lên nghe nhạc hoặc là hát karaoke đều hay các bác nhá. Âm ly này tôi bán giá cực kỳ mềm vì hãng này thì là nó không có nhiều ở Việt Nam. Ở Việt Nam thì người ta chỉ biết đến âm ly Jaguar Hàn Quốc nhiều. Hãng này thì nó cũng rất nhiều ở Việt Nam. Xin lỗi. Nhưng mà độ phổ biến của nó trên thị trường nó không bán đồ mới. Như Jaguar thì từ đồ bãi đến đồ mới hoặc đồ nhái, đồ của Trung Quốc hoặc của Việt Nam có tất. Như hãng này nếu có thì nó chỉ là đồ xịn thôi. Nó không có nhiều ở Việt Nam, nó không phổ biến như ở Việt Nam. Có nghĩa con đánh một đôi loa này, cũng Line 2000 này thì là đánh 4 sò sắt. Còn con bên này thì 4 sò than. Tôi bán đầu giá 3,5 triệu một con, giá cực kỳ mềm để các bác chơi. Âm ly xịn nhá. Xịn nên nói luôn xịn. Còn các bác mua ở ngoài thị trường âm ly Komi hoặc là nhái của Hàn Quốc hoặc là Trung Quốc hoặc Việt Nam lắp ráp nó cũng giá cũng 4-5 triệu rồi nếu hàng mới. Mới chất lượng và cấu tạo các linh kiện thì không thể xịn bằng hàng chính hãng này được. Đây các bác nhìn tụ nguồn như này. Cục nguồn cực kỳ to và nặng. Tụ nguồn to. Đây 4 sò than phía trong này. Đây sò than ở phía này. Đây. Đây một con đấy cái con. 3 4. Còn con dưới này tôi lật mặt cho các bác xem sò sắt đây. 3,5 triệu một con. Rất hợp để các bác đánh các cái đôi loa. Đây tôi mới về được một lô loa karaoke. Giá mềm, giá từ 4 đến 4,5 triệu. Của BMB và của Pioneer. Có một đôi Pioneer còn lại là của BMB Bass 20, hàng xịn của Nhật Bản. Đang đóng ở trong thùng bìa cắt tông nhá các bác, ngoài cửa đấy. 4-6 đôi về, mới về. Lúc nào có thời gian thì tôi sẽ mở bên trong ra test cho bác xem. Đây, con này là sò sắt đây. Sò của Motorola. Đây biểu tượng Motorola đây các bác nhá. 4 sò sắt còn nguyên zin. 3,5 triệu một con. Một con thì đánh một đôi loa, một con đánh hai đôi. Bạn kìa, hàng xịn luôn. Nói chung là tôi để cái giá cực kỳ mềm cho một con âm ly xịn của Hàn Quốc. Vừa hát được, vừa nghe nhạc được các bác. Âm ly này thì công suất nó rất lớn luôn. Đây tôi quay công suất thông số kỹ thuật đằng sau xem nào. Một con này nó không ghi à? Con sò sát này thấy nó ghi ấy. Đâu nhỉ? Tôi đã nhìn thấy nó ghi ở phía nào. À, nó ghi bên cạnh cái tấm bìa tôn này. Tôi vừa tháo ra để mở ra mà. Đây, tiếng này. Bên cạnh đây là thông số kỹ thuật. Tất của hai con đều như nhau các bác nhá. Để xem rốt con kia xem nào. Đây của cả hai con. Điện đây. Hai con đều có cấu tạo công suất gần giống như cơ cấu tạo điện và công suất giống nhau. 220V và 110 650W nhá các bác. Hàng xịn đấy, 650W. Đấy.
bán giá đồng giá 3,5 triệu một con, hàng xịn. Vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Vâng, xin cảm ơn cửa hàng tôi bán tại tòa V3, chung cư Văn Phú Victoria, khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, Hà Nội. Các bác ở xa thì mua hàng đặt cọc tôi 1 triệu tôi gửi hàng qua dịch vụ Viettel, hàng mang đến tận nơi cho các bác. Nói luôn là các bác giá 3,5 triệu, giá cực kỳ mềm. Một âm ly nghe nhạc và hát karaoke chính hãng. Nếu các bác mà còn đòi rẻ hơn thì không bao mua đâu, bởi vì đồ hàng xịn không bao có rẻ hơn được nữa. Nguyên nói luôn đồ tàu hoặc đồ hàng lắp ráp linh tinh nó đã giá như thế thôi, giá còn cao hơn. Và xin cảm ơn.